Cách bật 3G trên máy Movistar Lite Z2 trên một cài đặt. Chọn sử dụng dữ liệu. Nó có dữ liệu di động này. Các bạn bật lên. Rồi. Sau khi nó bật lên mà đôi khi mình không thấy được cái chữ H hoặc chữ H cộng trên đây á, thì trên cái phần cột sóng trên đây này. Đó. Thì các bạn thoát ra ngoài, các bạn vô mục thêm. Vô mục mạng di động. Vô mục tên địa chỉ cập. Các bạn bấm vô hình dấu cộng. Các bạn thêm điện gặp vô, ví dụ mình đang xài Mobi thì mình gọi là Mobi. ABN thì gọi là M Recap. Rồi tên người dùng là MMS. Mật khẩu là em cũng là MMS luôn. Rồi, sau đó bấm lưu lại, bấm vô dấu ba chấm ở trên này. Lưu lại. Và tích vô cái ô mình vừa rồi này, mình sẽ tích cái ô tròn tròn này vô đây, rồi sau đó chọn thành công thì trên này nó sẽ thiết lập cái mạng di động cho mình, rồi lúc đó mình có thể lên mạng được 3G được bình thường. Đôi khi nếu mà chưa được, các bạn phải khởi động lại máy ha, bằng cách là tắt máy, mở lại.